thúc khán giả cho bà con, mực nước triều cường trên sông Rạch tại thành phố Cần Thơ đang bắt đầu lên nhanh theo kỳ triều cường trong tháng 8 âm lịch. Dự báo đỉnh triều xảy ra trong các ngày từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 9, với mực nước có thể đạt sắp xỉ từ 2m đến 2m05, sắp xỉ cho cao hơn báo động 3 là 0m05. Theo đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đây là đợt triều cường có đỉnh triều cao. Trong thời gian này, cần đề phòng cùng lúc triều cường kết hợp với mưa sẽ gây ngập úng các khu vực trụng thấp và dùng nội ô. Dự báo trong 7 ngày tới, mưa tiếp tục xuất hiện tại chiều tối ở thành phố Cần Thơ. Một số ngày có thể xuất hiện mưa to kèm theo nguy cơ, dông sát và gió giật mạnh đi kèm. Nhiệt độ trong cả 7 ngày tới không vượt quá là 32 độ. Không chỉ riêng thành phố Cần Thơ mà những nơi khác thì cũng cảnh báo mưa dông, lốc xét và gió giật mạnh được đưa ra trong 7 ngày tới. Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó mưa nhiều hơn từ ngày 12 cho đến ngày 16 tháng 9 còn trong ngày mai thì mưa rải rác sau khoảng 15 giờ đa phần là mưa rào lượng nhỏ ít điểm mưa to từ sáng đến đầu chiều chiều thì trời nắng nhiệt độ có xu hướng là tăng nhẹ tại biên hòa thủ dầu một thành phố hồ chí minh vĩnh long châu đốc mức nhiệt hơi nóng là 33 độ những nơi khác dao động ở ngưỡng từ 31 cho đến 32 độ thông tin vừa rồi đã khép lại phần dự báo thời tiết ngày hôm nay xin được cảm ơn quý khán giả cho bà con đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại